Nhân lấy cha và con và thánh thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn công hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Trọng kính cha xứ, kính thưa cha phụ tá, kính thưa ban chánh chương, ban hiển giáo, quý cố, kính chức tân cựu cùng toàn thể cộng đoàn. Tâm tình tạ ơn là điều căn bản nhất nơi mỗi con người. Bởi vì ngay từ khi chúng ta thức tiếng khóc để chào đời cho đến ngày hôm nay, chúng ta chẳng là gì. Và giờ đây chúng ta có là gì hay có gì đấy chăng nữa, thì tất cả cũng đều là do bởi Thiên Chúa ban cho và cũng đem qua những người khác mà đến với mỗi chúng ta. Hôm nay kính đến với anh em chúng con trở về đây với cha xứ và cha cụ tá cũng như cộng đoàn giáo xứ Đông Xuyên thân yêu, là nơi mà chúng con đã có cơ hội, có vinh dự được về trên giáo phận, được về đây để thực tập phục vụ trong những năm xứ và những tháng hè. Chúng con đã được đức ông Lorenzo, cộng đồng giáo xứ Tân Trụ cùng hội đồng giáo xứ Tân Trụ và cộng đoàn dân Chúa nơi đây đón nhận chúng con như những người con của giáo xứ, được động viên, khích lệ, nâng đỡ và cộng tác giúp chúng con hoàn thành mọi nhiệm vụ mà thầy trên đã trao phó. Và cũng kể từ những năm tháng ấy cho tới nay, chúng con đã và đang nhận được những tình cảm, những kỷ niệm đẹp đầy ấn tượng mà đức ông ban chánh chương, ban hiển giáo và quý cố, quý chức tân cựu cùng toàn thể cộng đoàn dành cho anh em chúng con. Trong khi thần ấy, hôm nay anh em chúng con trở về đây dâng lễ tạ ơn Thiên Chúa, tri ân mẹ giáo hội và cầu nguyện cho các đấng bậc đã phục vụ trong giáo xứ chúng ta cũng như các bậc tiền nhân trong giáo xứ đã ra đi trước chúng ta. Xin Thiên Chúa là cha nhân lành tha thứ mọi lỗi lầm mà các ngài đã mắc phải do yếu đuối. Sau là cầu nguyện cho tất cả những người còn sống. Trước tiên tôi cầu nguyện cho cha xứ, cha cụ tá, cho ban chánh chương, ban hiển giáo, quý chức tân cựu và toàn thể cộng đoàn dân Chúa nơi đây. Xin Chúa ban cho mọi người luôn luôn được hồn an sắc mạnh, cũng như có nhiều niềm vui và đạt được nhiều thành công trong năm mới này. Vậy là những ý nguyện ấy được Thiên Chúa là cha và năng chấp nhận, chúng ta hãy thành tâm ăn năn sám hối về những tội lỗi mình đã phạm để Chúa tha thứ và cũng để cho chúng ta xứng đáng tham dự việc lành thánh này. Đồng cha tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. Trọng kính cha xứ Gia Minh, kính thưa quý cha đồng tế, kính thưa quý chức ban chính chương, ban hành giáo, quý cùng công quý bạn cùng toàn thể cộng đoàn giáo xứ Đông Xuyên. Có lẽ trong cuộc đời con người, tâm tình tạ ơn như đầu lễ trang thủ tế có nói, luôn luôn mang trong người. Ơn Chúa đến với mỗi người, ngang qua tất cả mối tương quan mà chúng ta gặp gỡ trong xã hội, cũng như trong đời sống thường ngày. Thì đối với tôi, rất may mắn ở chỗ, trong thời gian đang chờ đợi để giữ bệnh, thì là những phải Đông Xuyên. Và thời gian thì như cha xứ vừa nói là hơn 3 năm, nhưng mà chính xác từ ngày từ giờ rồi thì là 3 năm, 9 tháng, 2 ngày. Được quay lại đứng tại đây để dâng thánh lễ và chia sẻ lời Chúa với cộng đoàn thì quả là hơi liều, bởi vì có một đấng vĩ vọng mà tôi phải dừng lại cả cuộc đời tôi đang nằm bên cạnh mình. Tôi được đón nhận chức linh mục cũng là do nhờ Ngài, nếu không tôi đã gục ngã rồi. Tôi được tiến lên cũng nhờ Ngài vì gương sáng của Ngài. Tôi được bước tiếp cũng nhờ Ngài vì mọi sự Ngài luôn luôn hướng về tôi. Có thể nói tôi không phải là nghĩa tử của Ngài, nhưng cũng một phần nào đó vì cái sự tiếp xúc qua đời sống thường ngày hơn 3 năm trời với Ngài thì tôi được đón nhận như vậy. Ngài chính là tấm gương sáng. Có thể nói trong cuộc đời của tôi, nếu tôi có thể nói ai là người làm cho tôi thay đổi suy nghĩ để tiến đến chức linh mục thì thưa công đoàn, đó là đức ông Lorenzo Phạm Văn Quỳnh.
kể cả cha Giuse Văn Thông là nghĩa tử, à xin lỗi là cha nghĩa phụ của tôi, thì ngài cũng chỉ động viên những cái gương sáng mà cái để thúc đất thúc giục tôi tiến, đó chính là cái độ không dám nói những lời văn hoa mỹ từ, nhưng có thể nói tất cả những gì hồng ân Thiên Chúa, đó chính là những gì tôi được đón nhận qua gương sáng của Đức Ông. Cũng như lời Chúa chúng ta vừa nghe Đức Maria ca ngợi tình thương Thiên Chúa trên cuộc đời của Đức Maria. Đức Maria nhận mình là nữ tỳ của Chúa. Đức Maria nhận mình là đấng bởi sự khiêm nhường cho nên được Thiên Chúa xót thương. Không phải vì công trạng của Đức Maria. Tôi cũng xin mượn tâm tình Đức Maria như vậy. Tôi cũng giỏi giang gì. Tôi cũng không đạo đức gì. Tôi cũng không phải là con người quá xuất sắc. Nhưng tất cả những gì đó là vơi của Thiên Chúa. Nhất là trong thời gian mà Đông Xuyên thì qua bao nhiêu mối tương quan, nhờ đó mà xây dựng cho tôi một con người vững vàng. Tôi khẳng định như thế. Qua 3 năm, 9 tháng, 2 ngày như thế làm cho tôi vững vàng hơn trong cái gì. Nhờ được tiếp xúc với muôn vàn những gì mối tương quan của tiếp xúc. Có những lúc vui, có lúc buồn, có những lúc phải thế này, phải thế kia. Nhưng nhờ đó mà tôi trưởng thành hơn. Tôi về đây, anh em chúng tôi về đây dâng lời cảm ơn Chúa, trước hết là cảm ơn Chúa. Cảm ơn Đức ông Lorenzo, người đã cho tôi được đón nhận Thiên Chức Linh Mục nhờ gương sáng của Ngài. Cũng cho thấy Thiên Chức Linh Mục là một điều hết sức cao quý, chỉ có Thiên Chúa mới làm những điều kỳ diệu như thế mà thôi. Chứ nếu xét theo nghĩa con người thì tôi đâu xứng đáng, không xứng đáng thế nào. Thưa cộng đoàn, bởi vậy tôi xin mượn lời của Thánh Gioan Kim Khẩu, Ngài ca ngợi về chức linh mục. Ca ngợi về chức linh mục, Ngài định nghĩa chức linh mục rất hay và tôi thích thích, và tôi xin đọc lại cho cộng đoàn cùng nghe và cũng xin cầu nguyện cho anh em linh mục chúng tôi. Hỡi linh mục, Ngài là ai? Ngài không phải bởi Ngài, vì Ngài bởi hư vô. Ngài không phải cho Ngài, vì Ngài là trung gian dẫn tới Thiên Chúa. Ngài cũng thuộc về Ngài, vì Ngài phải sống cho một mình Thiên Chúa mà thôi. Ngài không phải là của Ngài, vì Ngài là tôi tớ của mọi người. Ngài không phải là Ngài, mà Ngài là một kỳ đồ khác. Thế thì Ngài là ai vậy? Chẳng là gì cả, nhưng lại là tất cả. Đó là lời định nghĩa của Thánh Gioan Kim Khẩu về chức linh mục. Đối với Thánh Gioan Kim Khẩu, chức linh mục không phải do con người mà do Thiên Chúa. Không phải để cho con người đón nhận chức linh mục, nhưng cho cộng đoàn và cho những gì nhu cầu của giáo hội cần. Qua đó tôi cũng xin chia sẻ những cảm nghiệm riêng tư của tôi về Đức ông Lorenzo Phạm Văn Quỳnh. Tại sao tôi lại dám khẳng định chính Ngài nhờ hương sáng của Ngài để cho tôi được tiến bước trong chức linh mục? Tôi suy tư trong hai điều và trong cả cuộc đời tôi suy ngẫm về hương sáng của Ngài. Thứ nhất là sự khiêm nhường. Nơi Ngài có một sự khiêm nhường tuyệt vời. Nếu phải nói cảm nghiệm về Đức ông Lorenzo Phạm Văn Quỳnh thì tôi thua các cụ ở đây nhiều. Tôi khẳng định tôi thua cụ ở đây nhiều. Bởi vì các cụ tôi 40 năm rồi ở với Đức ông cơ mà. Tôi gần 4 năm rồi em thua khỉ. Chỉ là 10% của các cụ. Nhưng tôi cảm thấy thế là cảm nghiệm cá nhân. Cảm nghiệm cá nhân, cái đầu tiên tôi thấy là rất khiêm nhường. Khiêm nhường theo đúng như nghĩa Kinh Thánh. Đó là để thực thi chương trình Thiên Chúa. Ngài làm theo những gì Chúa muốn, đó là xây dựng cộng đoàn thăng tiến về mặt đức tin, xây dựng cộng đoàn thăng tiến về đời sống, về học vấn. Bởi vì tôi đã cùng cộng tác với Ngài làm về ao phong thiên minh công cho những đứa trẻ
không có khả năng để đến trường nhưng có khả năng học hành. Cái công tác với Ngài trong việc đó thì tôi thấy Ngài khiêm nhường, bởi vì những gì Ngài làm tất cả đều dưới sự hướng dẫn của bề trên giáo phận. Tôi thấy gương sáng như người Ngài. Ngài làm tất cả những gì bề trên giáo phận mong muốn Ngài làm, Ngài làm. Và một điều thứ hai trong cái chữ khiêm nhường của Ngài, đó là Ngài luôn luôn coi mình rất gần gũi với mọi người. Những bạn trẻ, những đứa lúc mà đang ở Đông Xuyên này thì cái đội ở trên kia lít nhít vào đây, cái đội đang ngồi trên các đài thì lít nhít vào đây, thì biết đâu nó rất khoái gọi cha già, nó không gọi đâu, đúng không các cụ ạ? Chúng tôi như thế không, cái bọn đấy biết chỉ có gọi là cha già không gọi đâu. Bởi vì sao? Một sự khiêm nhường nơi cả gương sáng để cho nó gọi là cha già chứ nó không gọi đâu. Một điều nữa mà tôi cảm nhận đó là tinh thần phục vụ. Tinh thần phục vụ nơi đứng đầu. Chúng ta thấy mỗi khi Ngài ngồi xe lăn, lúc mà tôi ở đây thì Ngài bắt đầu ngồi xe lăn rồi. Tôi ở đây là 2 năm thì là Ngài ngồi xe lăn. Thì ngồi xe lăn là Ngài vẫn làm tất cả những gì mà một thiên chức linh mục cần phải có. Đó là giảng dạy được giáo lý và thực thi những gì mà giáo hội dạy. Hai điều đó chính là gương sáng để giúp đỡ tôi. Kính thưa cộng đoàn, gương sáng của Đức Ông thì có thể nói nếu mà những người Đông Xuyên mà biết thành sách thì có lẽ chồng không biết bao nhiêu, mỗi người viết một đoạn thì chắc là chồng không biết bao nhiêu sách. Nhưng mà với cả những cá nhân thì xin chia sẻ với cộng đoàn như vậy. Để thấy được rằng chức linh mục không phải do mỗi một người, nhưng thưa đều nhờ gương sáng. Nhờ gương sáng của những người xung quanh, nhất là gương khiêm nhường nơi Đức Ông, tôi rất thán phục làm điều đó. Chúng ta cũng ý thức như vậy, và đặc biệt là hôm nay anh em chúng tôi về đây dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn tất cả những ai đã cùng cầu nguyện, cùng giúp sức, cùng có những lời động viên, cùng tất cả những gì là mối tương quan bình thường giúp chúng tôi vững bước trong đời sống linh mục, tiến tới đời sống linh mục. Thì xin cũng mãi cầu nguyện cho chúng tôi là những người cũng mỏng dọc như núi lắm, có khi gục ngã mà mình không hay, có khi xa ngã mà mình không biết, thì cũng xin cộng đoàn cầu nguyện để xin ơn Chúa thánh hóa của người chúng tôi để trở nên như gương sáng mà quý cụ thường hay nhắc đến, đó là cái đồng loài số tạo hình quý. Xin cũng cùng ca ngợi với chúng tôi như Đức Maria, linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thì Chúa đã xót thương phận hèn mà Chúa đã giải thoát. Amen.